Okay, the final lowest made the helmet. Trọng tài Ngọc sẽ là người bắt trận đấu này ạ. Cô ra hiệu cho trận đấu bắt đầu. Hai võ sĩ đang di chuyển nhún nhảy rất tốt. Vâng. Dustin Lewis có vẻ như có những pha di chuyển rất tốt. Vâng. Liệu từ những pha di chuyển này anh có thể biến thành những pha tấn công hiệu quả không? Số lượng đòn trúng chưa hề nhiều ạ. Dồn ép rất hiệu quả. Vâng, lách đòn rất hiệu quả. Trúng rồi ạ. Một quả sinh trái vào đúng cằm ạ. Dustin Lewis có vẻ như hơi bị choáng sau tình huống vừa rồi. Đồng thời trọng tài Ngọc cũng cho dừng trận đấu để chỉnh lại các đồ bảo hộ cho võ sĩ võ đài xanh. Có thể nói là Nguyễn Hoàng Anh có những pha trả đòn và vừa phòng thủ, vừa lùi đấm rất hiệu quả. Khiến cho Dustin Lewis mặc dù tìm cách dồn ép nhưng chưa có những được pha tấn công thực sự hiệu quả. Vâng, không được đấm vào gáy đối phương các bạn nhé. Như vậy rất nguy hiểm. Dustin Lewis liên tục tấn công. Ôi, đấm xoay cả người. Có choáng không ạ? Có vẻ như là một pha xoay người hơi lỗi thôi.
Nguyễn Hằng Anh cần phải cố gắng lên ạ. Hiện tại anh đang ở tình thế hơi bị động so với cả Dustin Lewis. Vâng, nhìn ánh mắt của võ sĩ Dustin Lewis, anh rất quyết tâm. Một pha sinh trái phải nói quá chuẩn xác ạ. Điểm rơi của đòn rất tốt nhưng mà hơi thiếu lực một chút. Có kết thúc được không? Vâng, Nguyễn Hoàng Anh vẫn kiên quyết trả đòn và Dustin Lewis lại phải lùi ra. Sau những pha tấn công dồn dập như vậy thì cái nhịp độ thi đấu của Dustin Lewis có vẻ cũng đang chậm lại. Anh nhà vào tấn công. Còn 30 giây thôi ạ. Một pha đấm quá hiệu quả. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng vang lên của bao tay chạm vào mặt đến từ tận khán đài ạ. Võ sĩ Dustin Lewis mặc dù lệch cả mũ nhưng mà anh vẫn tấn công rất mau. Có thể nói tinh thần của các võ sĩ tham gia sự kiện bài danh chiến năm nay có thể nói là rất cao. Chúng ta thấy Dustin Lewis thì tấn công rất nhiệt tình. Nguyễn Hoàng Anh thì rất kiên cường phòng thủ và phản đòn hiệu quả. Xem lại những tình huống của trận đấu ạ. Với một sân chơi cộng đồng như bài danh chiến, có thể nói là chất lượng của các võ sĩ đôi khi không thực sự là nằm ở mức chuyên nghiệp. Nhưng đổi lại đó, chúng ta có thể thấy tinh thần thi đấu của các bạn cực kỳ máu lửa, cực kỳ công hiến.